Dạ, lời đầu video thì cho em xin được gửi lời chào toàn thể mọi người ạ. Vâng, đây thì clip hôm nay thì em sẽ giới thiệu những cái mặt hàng trên ạ. Dạ, em sẽ giới thiệu lần lượt theo thứ tự đây. Mọi người quan tâm đến mặt hàng nào thì có thể tua nhanh đến để theo dõi ạ. Dạ. Vâng, còn để đặt hàng thì xin liên hệ với em theo hai cái số điện thoại hoặc cái số Zalo ở trên cái tên của video đấy ạ. Vâng. Và còn về phần thanh toán thì đối đơn hàng nào mà chuyển khoản trước ấy thì em sẽ bao phí ship ạ. Còn mà mình ship code ấy thì em không bao ship Vâng, rồi xin được đi vào chi tiết ạ. Vâng, đây là mã 1 ạ. Mã 1 thì em cũng có một cặp tô vít của thằng Anet ạ. Rồi, đây cặp tô vít của cái Anet này. Cây này cái dấu trừ, cây này cái dấu cộng ạ. Hai cây này thì là mũi trừ 6. Mũi trừ 6 và mũi dấu cộng là mũi PS2. Mũi PS2 này. Và như hai cây này thì cái chiều dài của nó đây là 10 là 20, chiều dài 20, mũi nó dài 10. Đó. Rồi như cặp này thì cái đây cái phần màu trắng là nó có dạ quang là đêm là nó phát sáng ạ. Đêm nó sáng sáng màu xanh nhé. Cặp này đầu nâng châm nữa. Ok. Ở đây thì mã 1. Mã này mã 1 130. Okay. Còn đây mã 2. Mã 2 thì một cây tô vít hollow gồm Vietcell. Rồi cái này Vietcell thì cái mũi nó dài thì 20 cm. Đây, chiều dài mũi 20 và cái này nó dài tổng nó 30 cm. Đầu mũi của nó mũi PS2. Rồi, đầu mũi còn đẹp PS2 này. Thân này nó 6 ly. Rồi, mũi. Đầu nâng châm. Okay. Và cái này mã 2 giá là 100 ạ. Này mã 2. Dạ. Còn đây mã 3 thì một cặp tô vít của Vietcell luôn. Cặp này Vietcell, cái này mũi trừ 8 ạ. Trừ 8 này, mũi nó dài 150. Cái da bàn. Ở cây này thì cây mũi P3. Đó, PH3 da bàn. Rồi. Hai cây tô vít cách điện đầy nhựa. Đó. Hai cây mũi trừ 8 và PH3. Cái thân này nó 8 ly. Rồi, đây mũi trừ. Ok. Đầu mũi PH3. Rồi, đầu nâng châm. Ok. Rồi, cặp này đây mũi nó dài thì là 20 15 cm, chiều dài đây là 28 ạ. Rồi, 28 cm. Cặp mã 3 này, mã 3 là 170 ạ. Ở mã 4. Ở đây mã 4 thì một cặp tô vít can gỗ. Can gỗ chuôi này đóng ạ. Chuôi này bị sắt đóng ạ. Đây cây này thì mũi P2, mũi nó dài 100 mini. Cây này mũi trừ 6 ạ. Trừ 6 mũi nó dài 100 nữa. Vietcell. Mũi nó dài 10. Chiều dài đây là 22. Đây mũi trừ 6. Ok. Nào, mũi PS2. P2. Ok. Rồi, nam châm. Và đây là mã 4, cặp này mã 4 130. Và đây mã 5. Mã 5 thì một cây tô vít chữ T của Vietcell.
Vietcell, cây này mũi P3, P3 mũi nó dài 150 mm. Đó, trên đây có chữ Vietcell nó, Vietcell Japan. Okay. Đó. Đó, cây này mũi nó dài đây 15, 15 cm, còn chiều dài tổng đây thì nó 21. Ngang đây nó 11 ạ. Đấy. Ở trên cái tay này thì họ có khắc cái chữ đó. Đó. Đó, đây đầu mũi P3 PH3 đó, ok, mũi đẹp. Cái này 8 thân này nó 8 ly. Được, 5 châm nữa. Ở đây cây này thì mã 5 là 100. Còn đây mã 6 là một cây tu vít nhấn Vietcell nữa. Đây cây tu vít nhấn Vietcell này, Japan nô 1510. Cây này ok, còn hoạt động tốt. Đây đảo chiều này, đây nó giữa. À. Nước giữa nước khóa. Ok. À. Rồi, ok. À, cây này thì nó dài đây là 22 cm chiều dài nó. À, và đi kèm nó có mấy cái đầu mũi. Yeah, đây. Đây. Ở đây thì là có tất cả nó 4 cái đầu mũi, 2 mũi dấu cộng P1, P2. Đó, PH1, PH2 và mũi trừ 6. Đó, một mũi dấu trừ 6 và cái này mũi khoét nỗ. À, có 4 cái đầu mũi. Ok. Ở cái này mã 6 này giá 150. Okay. Đây mã 7 thì là một cây kìm cộng lực mini của 3bit 3bit Japan. Okay. Cây này nó dài đây thì là 21, chiều dài của nó là 21. Đây, cái khóa ok nó. Như loại này em cắt cái dây thép B40, cái dây này 3 ly, nó cắt ok. Đó. Rồi, ok. Rồi, lưỡi thì còn đẹp, không có sứt mẻ gì. Ok. Ok. Đó, cây này thì cái nước sơn nó còn mới đẹp luôn. Chết mà. Đây mã 7 ạ. Mã 7 140. Ở mã 8 thì một cặp kìm điện, một cây kìm bằng và một cây kìm nhọn. Ở cặp này thì là của Fujiya. Cặp Fujiya kìm điện. Đây, vỏ không có bị rách này. Ok. Cái kìm bằng đây thì nó dài 18,5. Còn kìm nhọn đấy dài 16. Yeah. Này mỗi cây kìm nhọn. Yeah, kìm bằng ok. Răng và nơi cắt còn đẹp. Đây em cắt thử cái dây, như dây 3 ruột này cắt ok.
Đấy nha. Đây cắt dây nhỏ. Ok. Rồi. Ở như cặp này thì mà mã 8 á. Cặp này mã 8 180 á, 2 cây. Rồi đây mã 9. Mã 9 thì cây kềm bằng của Mary. Mary dấu dít. Mary ra ban này. Đây răng lấy cắt nữa. Ok. Rồi. Rồi, cắt ok. Cái này chiều dài là 19 á. Nó dài 19, mã 9 130. 9. Lần đây mã 10. Mã 10 thì một cây kìm của Mary luôn. Mary, cây này thì cái nữ kìm của nó kìm lệch tâm này. Cái tâm quay nó nằm lệch trên lên đầu đấy. Rồi, Mary giá ban. Còn cái này nó dài là 22. Dài 22 cm nó dài. Đó, đây răng của nữ cắt còn đẹp. Ok. À, cắt ok. Mã 10 ạ. Mã 10 180 ạ. Rồi mã 11. Mã 11 thì cây cà lê này, cây này thì nó có 8 đầu. Đây, logo nó đây, tôi đầu nhỏ đây có đầu 10 này, 10, 12, 14, 10, 12, 13, 14, nó đây 17, 19, 21 và 22. Đây đầu nhỏ ừ. Ở cái này thì nó dài đây là 25, nó hết đây dài 25 cm. Mã 11 ạ. Mã 11 này là 200. Rồi 12 thì một cây cờ lê của tốt. Rồi cái cờ lê này đầu là 22. Đấy, một cây đầu vòng đầu miệng. Này đầu miệng 22. Như đầu vòng ok. Ok cả ly 22. Đây là mã 12 100. Tốt ra ba. Đến mã 13. 13 thì là một cây mỏ lết 250 ạ. Đây, mỏ lết 250 của Lotte mới tin ra ba. Dấu zip. Rồi. Rồi, răng miệng còn đẹp. Một. Okay. Ở cây này thì nó mở ở đây là 3 cm. Mã 3 cm, nó dài thì 250. Mã 13. Mã 13 150. Mã 14.
Mã 14 đây là cây okay của Sankey 300 mini ạ. 300 mini Sankey giá 3. Ở cây này miệng nó đấy. Ok, miệng còn rất là đẹp. Còn cây này thì mã 14. Mã 14 là 190 ạ. Còn đây mã 15. Mã 15 là bộ cờ lê vòng ạ. Đây, cờ lê hai đầu vòng, cái bộ này đó thì là của KTC. Rồi, cây nhỏ nhất là 8 9 này, 10 12, 11 13, 12 14, 17 19 và 22 24 đó, có 6 cây. Đó, còn rất là mới. Các cái số của nó là 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 và 24 đó. KTC ra ban. Rồi, vòng còn mới đi ạ. Còn bộ này thì mã 15, mã 15 này giá là 15 này giá 400. Đấy. 6 cây, 46. Còn mã 16. 16 thì bộ cà lê của Tôn, cũng cà lê hai đầu vòng nữa. Đấy, cà lê của Tôn lên. Bộ này thì có cây này là 89 này. Thì cũng ở tồn 8, 9, 10, 12, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 19, 21 và 22, 24. Bộ này để số là 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24. Vòng có đẹp. Rồi, bộ này mã 16. Mã 16 này là 400. Này 46 cây. Rồi, mã 17. 17 là một cây cần nắc của Tôn. Đây. Ở cây này thì nó đầu 3/8. Cây này còn gần mới tinh luôn. Đầu 9,5 mini 3/8. Rồi, ok. Đó. Nó dài đây là 19, dài 19, mã 17 ạ. Cây này mã 17 giá 170. 18. 18 là cây cần nắp của ông Tôn luôn. Ở cây này thì đầu 1/2. Nó mới đầu 12,7 mini này. Tôn giữ zit này, ra ban. Ok. Cái này thì cái đầu đây nó thép đen. Chiều dài là 27, dài 27 mã. Đây mã 18 ạ. 18 là 220. 19. 19 thì cây cà lê đuôi chuột. Cây này đầu 17 19. 17 19. Super mới tin ra bàn. Rồi super, cây này thì hai đầu dài. Này. Hai đầu đây nó dài 8 cm, 8,5 cm.
Đầu không có bị rỗng. Ok. Rồi, không có rơ nát. Ở cái này nó dài 31 chiều. Mã 19 ạ. Mã 19 là 170 ạ. Còn đây mã 20. 20 thì một cây súng bắn keo. Đó. Cái này là cây súng bắn keo silicon này, cái này có ESC. Cái này như cái phần đằng sau đây này nó bằng nhôm. Cái phần sơn màu đen này nó bằng nhôm, toàn bộ bằng nhôm. Còn hoạt động tốt. Đây cái này thì còn khá là mới luôn. Nước sơn. Ok, còn hoạt động tốt đó. Em cái này em test thử rồi, kiểm tra rồi. Okay. Rồi. Một. Rồi, cây mã 20 ạ. Mã 20 là 170 ạ. Rồi, 21. 21 thì một cây câu cây cưa sắt 21 cưa sắt sâu mắc. Sâu mắc nô 50. Rồi. Đó. Cái này thì nó có một cái lưỡi đi kèm, lưỡi cũ đi kèm. Đó, cái cưa sắt này, cái này thì cái thân nó kéo dài ra được, thân này thì nó có hai lỗ đây, mình có thể sử dụng cái lưỡi cưa 20-25 cm, lưỡi 25 và một lưỡi cỡ bên trong này lưỡi 30, dài 30 con rồng được. Đây mình chuyển qua lỗ này, lỗ trong. Ok, được. Rồi, đầu gốc chưa xuống. Và đây mã 21. 21 140. Rồi 22. 22 cái cưa gỗ, cưa cây này. Ở cây này thì cái cưa Bakuma. Và cùng mà cái này tổng chiều dài nó đây là 20 44. Dài 44, cái lưỡi thì lưỡi 20. Đây, lưỡi lưỡi Shinki. Kỳ 210. Ok. Ở cái này lưỡi răng con đẹp, lưỡi con đẹp. Rồi lưỡi con đẹp không có gãy mẻ nào. Rồi ok. Ừ, cái này cái cưa gấp mã 22, 22 130. 23. 23 là cây mỏ nết răng của ARM. Ừ, cái này thì còn mới tinh luôn. ARM 200 mini. Made in Japan. Đó, cái này nước sơn nó còn mới luôn. Gần như là chưa dùng luôn. Nó so nhún. Ok. Đó. Rồi cái này miệng mở đây là 4 cm, mở hết răng là 4 cm. Rồi mã 23, 23 150, 200 mm. 23, 24. 24 là cây classic của Hit. Rồi, cái này classic của Hit này. Hit ra ba. Ok này thì nó có một cái lưỡi gà đi kèm này. Mình gài xích vào đây là lưỡi nó giữ, lưỡi gà nó giữ chặt lại. Ok.
đây phần răng của nó còn ok. Chiều dài cây là 29. Xích đây thì nó dài 41. Đây, mã 24. 24 là 220. 25 ạ. 25 thì một cặp cáo ép của Top. Cặp này thì cái cán là cán cây. Ở cặp này thông số đây thì nó mở là hạt tạ 200 mini, khoảng 0 nó 80. Đây là hai, nó kẹp được hai tấc. Khoảng đây là 88 cm. Đây cái này thì nó còn hai miếng nhựa. Như loại này, loại này thì cái độ dày nó đây là 7,5 ly, ngang đây nó 15,5 ly. Cặp này mã 25. 25 là 270 ạ. 26 em cây cảo ép. Ở cây này thì của Hit. Hit Japan, cây này thì loại dày ạ. Đây nó mở mở ra là 10 cm. Khoảng không đây nó 10 cm luôn. Đây. Đây 100 mini, 100 mini. Cái này cái tay quay của nó cây này, cái tay quay này. Đó, nó kẹp lớn nhất là một tấc ạ, một tấc đây bên này một tấc luôn. Đó, loại này thì độ dày của nó là 10,5 ly, dày 10,5 ly, và ngang đây nó 21,5 ly, 21 ly. Răng lại còn đẹp. Một đây mã 26. 26 này là 200. Rồi 27. Rồi 27 thì hai cây sủi của Mokuba. Mokuba Japan. Đây Mokuba. Ở cây này thì có một cây thẳng này và một cây cái lưỡi nó cong. Ở cây thẳng đây thì nó dài là 22. Cong này thì nó dài 30. Lưỡi này lưỡi 4 cm. Đây đầu. Đầu này chưa có bị đóng mấy. Ở cặp này thì là mã 27. 27 là 180. Hai cây. 28. Ở 28 thì một cây búa của Dog Zill, búa đầu trâu. Dog Zill, Made in Japan, đầu trâu. Ở cây này thì cái đầu búa là 0,9 kg. Còn cả cán là cân nặng của nó là 1 kg. Rồi đây hai mặt đóng của nó còn còn rất là đẹp đây này. Đây nhìn thì nó có cái vân vân đường tròn nữa cơ. Chưa thấy nốt đóng luôn. Đây. Không có bị tòe không á. Cái này thì cái tay cầm đây nó bị rách một xíu ấy. Cái vỏ hơi bị rách một tí đầu. Vâng, đây mã 28 ạ. 28 180 ạ. Vâng, 29. 29 thì một cái hộp đồ của thùng đồ nghề của Tozo. Tozo T360 ạ.
Đây bên trong nó đẹp. Thùng mã 29 ấy, nó dài 37, rộng thì là 21 và chiều cao của nó là 9 cm. Cân nặng là 1,5 kg. Còn mã 29 này là 230, 29. Và đây mã 30. Mã 30 thì một cái thùng đồ nghề 3 tầng đó. Rồi, thùng đồ nghề 3 tầng của ông Tôn này. Đầy dí đáy nó này. Rồi, bản nề còn đẹp, mới tin ra ba. Đây thùng đồ nghề 3 tầng. Rồi bên trong của nó. Này tầm này nó lấy được 5 cm hơn là 5 phân rưỡi, 5 phân rưỡi. Cái này là 7 phân dưới. Đó. Đó, thùng 3 tầng. Đây thông số của nó, chiều dài của nó là 41. Dài 41, rộng 21 và chiều cao của nó là 19 cm. Cân nặng là 5,2 kg. Cái này thì đây nó còn cái ba, trên đây nó còn ba cái vách ngăn này. Đây nó còn ba cái vách ngăn đây. Vâng, đây thì mã 30 ạ. Mã này mã 30 giá là 600 ạ. Vâng, đấy xin được kết thúc ở đây ạ. Xin được cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi ạ.